Xin chào mọi chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay là buổi sáng cả nhà ơi, tiền có đặt cơ của chị Giang cả nhà một thùng bánh bò xốp nha. Hôm nay thì sẽ bày ra trước sân cửa nhà bà Hai bán cả nhà. Đây, nguyên một cái thùng bánh bò luôn nè. Cái này hình như là cũng được 8 ổ gì đó cả nhà. Giờ là tiền sẽ cắt ra sẵn nha. Sau đó thì mình sẽ bán. Ở trong kia thì bà Hai với lại Hiếm Ba với mấy cô thì đang phụ vô nước cốt trước nha. Đây. Đó, cái bánh bò này rất là thơm, đường hút nốt luôn nha. Giờ là tiền phép sẽ phân chia nó ra. Đây, cái này là nửa ổ nha. Hôm nay là mình sẽ bán cái 5.000. Anh 10.000 đúng không? Dạ rồi. Đây, mình làm cái 5.000 nha. Mình bán cho anh Dũng trước đi. Có rồi. Có nước cốt chưa chính này? Lấy mạch tâm luôn em ba. Mình cắt sẵn cái mình để ra mâm như đó cả nhà. Ai mua thì lại bóc bán cho nó mau. À, tiền cắt mà khỏi ai không bì luôn nè. Cái nào cái đấy là phải điều gan. Anh bò hôm nay rất là xốp luôn. Cái đó của anh Dũng đấy mà. Để có cái bàn hết trơn hả? Thùng. Đẹp giấy xuống. Cái gì? Vậy đó. Đẹp giấy đơn hướng đi để cái đó. Anh Dũng cho bực bự đi cô. Cái đó là 2 miếng đó. Bó nè, ăn bánh bò không? Trả lời ý ăn. Chào cái nhà. Bò xốp đây. Bánh bò hôm nay xốp dễ sợ luôn. Bánh bò đi. Bò bánh năm ơi. Bò đi. Bò chị ba ơi. Hai miếng này. Hai miếng à. Dạ. Nên bò ngon. Bò nó bánh vậy. Vậy. Ừ. Vậy bánh. Vậy bánh. Rồi cảm ơn lâu rồi. Không cha. Hộp đi. Hộp là mấy ngàn năm hay mười? Hai cái nè. 10.000 đi. Anh Dũng bao. Mấy cái cào vô gì chứ? À. Giang luôn hay gì? Giang luôn. Lấy cái cào. Để ba. Để đây đi ba con cắt cho anh ba. Cắt cho dễ ăn. Rồi cảm ơn anh. Ừ.
cắt ra thì cây mướp cốt dễ ăn hơn cả nhà. Học 10 ngàn hết chứ. Cái này mình chai nước cốt mình cho cha đi. Đi mua hết rồi, em kiếp không có. Ông Dũng cắt ra cho chút cắt ra cho. Mình mà nhàn ra có mua một cái cổng khỉ 20 ngàn đó. Có muỗng không? Ờ, à, dạ, miếng bạc đi mua tăm mày. Để đi. Không, để đi. Không, cái muỗng đi, dễ ăn hơn cái đĩa chứ. Cái ghim, cái ghim vô cái rồi. Má chín hai miếng thôi ba nhé. Cắt ra cho chín miếng. Cắt ra luôn ha. Dạ rồi. Chắc ăn liền ha. Mới vô đó bụng mày. Vô đó bụng. Mùa dĩa. Ôi giờ chín mưa dữ rồi. Cũng nguyên hộp luôn. Chị Nam mới hỏi ăn hết không? Còn tiên chín thôi, chàng nước cốt vô luôn. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi, chàng vô hết. Chàng bên thôi. Đói quá hết. Vậy chứ một mình là quất hết đó. Đói quất hết nghiêng cơm. Hai chê thằng đi 12 giờ, thằng đi 2 giờ và lại vô đó. Để nó tốt riêng. Dạ rồi. Rồi cảm ơn nghe chính. Tại hành chính không lấy tâm hả? Yeah. Dạ rồi. Trời ơi. Nay cầm vô luôn đi, khỏi. Để vô bọc. Cảm ơn chị Nam. Chị Dũng cùng 10 ngàn. Trả cha luôn cái gì? Nãy anh trả tiền rồi nữa hả? Đấy rồi. Rồi cũng đưa có cha là 20. Rồi 20 chưa? Rồi hết nha. Mua cho bả mà nó mua cho bả mà nó Dũng mão rồi. Sáng ngồi vậy mà trời mát mẻ. Trời âm u, cả nhà mưa, chuẩn bị mưa. Nghe nói là bão vô đó mới có. Anh bò với Châu ơi. Bò sắp xếp đây. Bò này thơm không? Thế nào bữa nay ăn bánh bò trừ cơm không? Thêm muỗng là phải 5 ngàn nha. Hai muỗng nó đi cho nó béo. Rồi. Cốt nhiều ăn ngon. Ăn ngon, bánh bò nước cốt nhiều mới ngon. Hết nước cốt rồi em ba? Còn không? Hết rồi. Hết chân luôn đó hả? Ừ. Cũng nhiều nè, 10 ngàn, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, trăm mấy á. Ừ. Cái này không trăm mấy rồi, chấm cam. Bỏ đi. Nhìn gì? ông hợp đi. Ship tới chỗ cho. Cái này là bán nói chung là chậm lắm. Cả nhà cũng thường hay hỏi tiền sao mà cắm này ít bán. Tại vì giờ bán chậm lắm cả nhà ơi. Cho nên là ít có bán, lâu lâu mới bán một lần. Cái này bằng thất nghiệp nhiều nhịn ăn sáng. để bụng ăn cơm. Cái này chưa ai đi chợ sớm. Đó. Đó. Khi nào anh cháu bưng chạy chưa? Bà Út ơi. Bà đây Út ơi. Bà sếp. 5 ngàn cái. Mấy cái gửi rồi. Mấy cái gửi rồi. Kìa chú ba lại mua bánh bò, chú ba lại mua kìa. Mấy cái nữa mà. 2 cái hả? À, cái gửi là biết rồi. Cắt nhỏ trang luôn không? Trang đi khỏi cắt. Trang luôn khỏi cắt. 10 ngàn 5 ngàn miếng.
hai miếng đi ăn gì chứ thấy vậy chứ đâu có hấm đâu. Ăn cho no đó chưa. Đây, có nút đây, mà nút rồi. Chứ ba ăn liền đúng không? Ăn liền không? Ăn liền luôn ha. Cắt ra đi, cắt ra đi dễ ha. Ừ. Đây lấy cầm cho. Cắt đi rồi dễ ghim, dễ ăn hơn chứ hồ để nguyên cái cầm hơi khó. Nên bánh bò. Dạ 5.000. Hai cái. Dạ cho nó sốt luôn. Sốt luôn rồi. Này của chú ba. Bốn cái mới vừa. Béo luôn. Đây. Đây, cảm ơn nha. Mấy người cảm ơn. Trang liền thôi chứ anh. Nè, hãy ba. Ừ, bỏ cái hẻm quá. Cái này nó bể. Lại luôn nó ăn liền. Mời chú Linh lượm. Ăn thử cái nhà đó bụng nè. Nè, này có ăn. Nó rớt lên, nó rớt. Được sức cái này nè. Cái bàn không? Bán cho mấy người này chắc lỗ quá à. Ăn liền này lỗ nước cốt thiệt. Rồi. Đi mua về ăn đâu có ai xin đâu. Đâu ai xin thêm vụ nước cốt đâu, đâu nghe đâu. Ăn đi. Đây còn miếng ở đây. Mời cả nhà ăn bánh bò. Nè. Ăn vô. Đó rồi. Bánh bò em Năm ơi. Ngon. Béo. Chú ơi, chú Năm ơi, ăn kết nha. Đây nó nè. Lại đây mua nè, nhỉnh vậy. Chú Ninh ăn không nào, ông Long Hiển ngồi nhìn nè. Mình ăn thèm rồi ăn. Ngon lắm ba. Ừ, ngon thì ngon. Béo. Bò phải cốt thì nghèo thế nào. Ừ. Là ăn đã rút chưa. Hỏi có lên lớp không? Có. Có lên thưởng không? Có. Học một điểm. Hỏi có lên thưởng không? Có. Bảo mẹ nó bánh bò là bảo. Ngon, bánh bò ngon ghê luôn. Bánh bò này ăn cá mà ngán. Béo quá nè. Béo rồi ăn cái bèo ấm bò bánh bò này cái bò đi vô. Bò đi uống nước vô cái no luôn bánh bò năm ngàn cái một cái nha bánh bò sốt mà trong bánh bò kìa bánh bò sốt rồi phải bò gãy chè rồi đây cái bọc luôn ba 10.000 hai hộp nha. Dạ rồi. Bò đây, nhìn đi. Đây. Bữa nay mỗi bữa chạy xe đạp của bữa nay chạy xe Honda mới nhìn hoài có phải ổng không? Anh ba, vô bọc ba. Đây đạp quải như vậy. Rồi đây. Cái này mấy cá bên Nam. Bò sốt. Này mà năm hai cái là đâu á? Cái ỷ thiếu. Hai cái đi, gán đi. Gán đi. Thôi chị chín luôn. Ông nói hai cái ỷ no hà quá hả?
vậy mình bóng bắp đi. Hai cái ha. Cắt ra luôn không? Ăn liền không? Cắt ra cho ăn lên liền luôn. Ấy có nguyên đi. Rồi, dạ. Hai bánh để hai hộp. Hai bánh để hai hộp. Để năm luôn. Mời năm luôn. Hai bánh hai hộp, một bánh còn hộp hả? Một bánh một hộp. Tại vì chỗ hộp. Để lấy cốt riêng ha. Cốt riêng. Một bịch một máy. Bịch một bột bịch hộp. Mời gì cho. Ngồi cái ghế này nó cứ tụ càng sao không mà. Nghiêng mà. Nó ảnh ảnh không mà. Vậy là khui hàng ra tiếp. Này cái bánh này cả nhà nó xốp vậy nè. Trời âm mưu quá. Bữa nay chú ba mưa bởi vì trời chuyển mưa quá trời luôn. Nghe nhịn đói ra một tử. Chết ăn gì không ăn nhịn đói cái kia rồi. Cái này nó hơi bị ngắn nè. Nó hơi bị nhỏ. Ổ nhỏ hay là các bên đó nhỏ? Không, cái ổ nó nhỏ, cái ổ nó bị lép. Ổ không dậy thấp vậy. Không dậy. Không dậy bởi vì không mất. Bên đây dậy nè bự. Này yếu lửa. Lép. Bánh chú Châu ơi. Bánh đem theo ăn chú, 5 ngàn cái. Mấy cái? Dạ, cái đi. Cái ha. Dạ. Hai cái luôn đi. Hai cái luôn ha. Rồi, đợi cho chú rau mình thấy cốt bự luôn. Cắt ra luôn không chú hay là chú để nguyên miếng? Nguyên miếng luôn ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ cảm ơn chú nha. Dũng có ăn gì ăn đi Dũng. Chúc đi nhé. Đang ăn con vậy nha, ăn nhiều hả? Nghe nghe. Phương nghe. Nhớ lớn lên Phương. Bánh bò của Châu ơi. Dạ. Bánh bò bông. Dạ. Bánh bò bông. Bò cho Chuyển ơi. Bánh bò bông. Trời này là nó ui ui nè, cái vị nó mát. Mua nè, mua. Cái này tao cho mà. Nè, tặng cũng đẹp. Có tặng. Không có tặng hả? Vậy cho Hiếu đó. Hiếu đó. Hiếu 50 ngàn đó, nào có tiền đưa. Mời vô rồi. Ờ, mời đưa cho mời nha.
Kim hai lại muốn vỏ xốp. Nhiều mấy? Dạ 5.000. Hai tỏ hả? Dạ. Nó bệnh không biết hết chưa? Gì đó hả? Nó xuất viện về rồi. Ủa gì đó hả? Hàng nhập viện á. Ừ. Muốn cái ha? Cái. Thôi à, bạn cái. Xốp ngon. Sáng trời âm mưu quá trời luôn. Trời ơi. Trời ơi. Nóng quá. Chạy ra đây em đẩy rồi. Mấy giờ lên xe? 7 giờ. Dũng về hả? Dũng về thôi. Rồi, hết mâm. Hết thùng chứ chưa hết mâm. Hết mâm. Hết thùng chứ chưa hết mâm. Gà cứ é é é. Còn được nhiều không? À, này chắc cũng còn khoảng chừng 4 ổ phải không? 4. 4 ổ. 4 ổ. Đổi tôi 40 triệu ha. Kìa bên đây nè, bên đây nè. Cái này. Cho con hộp cái 23. 10.000 25. Đổi ngang tôi 4 hả? 10.000 đổi ngang lỗ ngán chịu nha. Đổi thôi tôi muốn đổi nha. Sáng làm gì bị doanh nghiệp chửi sớm. Không bán. Không bán. Không bán. Ủa điện gió được không hả Chính? Giờ bán không nè. Cừ. Bánh bò chú Hải ơi. Bò xốp. Bò xốp 5.000 cái. 10.000 nha. Dạ. Dạ rồi đây. Cho chú Hải cái tâm luôn. Nào ăn mua được, con mua chứ mua nhãn không ăn. Dạ đúng rồi. Dạ không ăn gì nữa. Mua cho vợ không? Mua rồi vậy ăn không được cái bỏ nữa. Cho vợ sao? Vợ thằng ai mới lo. Làm nhưng mà này có gì làm không? Dạ có. Mà công ty có ngày nào không? Sáng là chú xuống chở cho đi. Này chở cho phải không ba? Cho hay cháu? Cho. Ừ. Ba cho là ông ăn thỉnh. Cho tới 20 ngàn. Ừ. Không biết. Này còn khoảng bánh bò, bánh bò. Không thiếu luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Này cũng còn có 100 mấy ngàn nữa đó. Chắc ở đó gì anh ơi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Rồi máu 150 phải không? Máu phải không? Máu 150 rồi. Bánh bò miễn phí nha. Tiền ai ăn lại lấy. Thôi đi. Tiền đâu hối. Thôi để Đình Dũng ơi. Rồi trả trước 100 nè. Trả trước 100 ngàn đi. Nãy mà anh thấy anh Dũng 10 ngàn đó. Nào. Chán vô rồi, lại chán đi. Rồi bắt anh Dũng quầy luôn đi. Trời ơi. Bánh Nam lấy bò thêm cho Nhung ăn bánh Nam. Ai ăn cuối lại là miễn phí đó. Giờ này ai lại là miễn phí đó nha. Anh Dũng mạo rồi đó. Cho xin mấy đứa có. Bà Sáu phải lên sớm chút là tốn tiền rồi. Nhờ lên trễ nè không tốn tiền. Bữa nay là anh Dũng về Sài Gòn cho nên là còn như là mão hết nha. Cho bà hai chứ thôi chạy anh lấy đi bà Sóc. Này nhắc này cho rồi. Anh Dũng mão rồi. Anh Dũng mão rồi. Dũng mão rồi. Để cốt chưa? Dạ rồi. Để thôi luôn đi. Được không? Rồi. Mua mua. Cảm ơn chú Dũng luôn nghe, chú Dũng. Nè. Rồi cắt bò hai nè, có bò hai đó mà gửi cắt nó rồi. Đây.
Bà Hai làm sao? Gửi cắt đó. Rồi chuẩn miêu quá trời luôn rồi. Chưa để cho thằng ấy chứ. Dũng luôn nha. Dạ rồi. Đây đây, cốt luôn đi. Để được được không? Đưa để nó. Được. Thiếu nước cốt không chứ bà ơi? Còn ca kìa. Còn ca nữa không? Nè của em nè. Nè đưa bà Hai đi. Hai bác có nước cốt rồi. Đưa chồng bé đi. Nè, để vô. Nó bịch hả? Bịch thôi. Bịch đi. Bịch bự đi. Rồi đây. Cảm ơn. Vậy nha. Thêm thêm hộp, thêm hộp. Bà Hai cắt luôn hả bà Hai? Ừ, cắt. Bánh bánh lên đây. Bà Hai mấy miếng vậy bà Hai? Nãy bà Hai miếng cái trả lại bà đó. Vậy hả? Bà gửi cắt giùm cho bà ăn. Dạ rồi. Bán này của bà Hai đã vừa riêng biên chút cắt. Bữa nay tặng, bữa nay tặng. Bán mà anh mão hết rồi. Còn mớ anh mão hết. Trời ơi chị đó luôn. Nè mấy Năm lấy bánh bò cho Nhung ăn mấy Năm. Nè của bé Lùng nè. Cái này là của ai? Của bà Hai Trang Liền đúng không? Trang Liền đi. Ừ. Đây, gửi cho bác Năm luôn. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn anh Dũng. Cảm ơn bác Dũng. Bà Hai cắt cho bà Hai luôn ha. Ừ. Dạ, tôi gửi hai miếng rồi, cắt 3 miếng thôi. Cắt 3 miếng đi. Bớt lại bà chừng tiền ngàn rồi bà Hai. Mày anh tặng rồi đâu có kỳ tiền đâu. Cho thêm chứ đâu có bớt. Bà Hai để lên xong bà Hai có tàn, bà Hai để thành phần nữa. Hai có thành phần nữa. Chan nó cốt luôn hả bà Hai? Chan nữa hả? Chan bên thôi cho bác ăn bên. Để ăn hết. Chưa còn nữa ăn lành hết. Ừ. Rồi, đây gửi bà Hai luôn, chúc bà Hai ngon miệng. Rồi, này cảm ơn. Bánh bò, bánh bò, lấy bọc thêm đi bà. Cho hả bán. Dạ, anh Dũng tặng hết, Mão tặng. Bà ba ăn nước cốt không? Không. Không phải không? Ừ. Dạ rồi, đây con gửi bà ba luôn. Cảm ơn. Cho bạn bè. Nè em ba, em ba. Đợi chị tiền chút xíu nha. Để hôm nay con vô cho. Lấy tiền rồi qua đây nha. Thứ sáu qua lấy bánh bò cho ngang nè, sao? Lấy bánh bò cho ngang nha, ăn nè. Con cọp nữa không? Để con cọp cho. Rồi, chị tiền gửi em luôn. Cảm ơn. À. Lưng lại chút không ba? Đầy rồi. Đầy quá. Quá buồn không được. Rồi, gửi chín luôn. Rồi, cảm ơn. Cho tí, cỡ cái ấy, cái phần. Hai bịch nữa. Thấy ba ăn không? Ba lấy cái thôi. Cái thôi ha. Ừ. Cái còn dư cái làm sao? Lấy hai cái đi. Hai cái luôn. Ừ. Còn hai hộp này vô luôn. Ấy dừng. Đi sao mà dư nước cốt rồi. Phan để con coi hộp này có chưa? Có một hộp và còn hai hộp nữa. Vô bọc bự đi. Còn bọc nhỏ cho bà Hai ba. Ông Sáu lấy bánh bò ăn nè, ông Sáu. Bánh bò, lấy bánh bò ăn nè. Còn hai phần nó hết rồi. Nè, quầy nha. Dạ rồi. Nè nè nè. Hết gì hung hả ta? Chị hung trong bọc nè, trong bọc. Ừ.
Rồi đây con gửi ông Sáu luôn. Bên anh Dũng gửi tặng nha. Cảm ơn. Rồi chúc Sáu ngon miệng. Còn vịt cái cọng miếng nó vô bên đây nè hả ba. Vịt này nó hơi nhỏ nè. Bịch hết luôn không? Bịch luôn. Camen ăn không? Này còn gì còn hai hộp hết, ba hộp cho Phong hộp đi. Giờ đếm tiền nha, khúc ghi cắn nha. Bốn chục một còn mấy? Bốn chục một biết là lù. Dạ không? Bạn quen. Bên này bán tiền lẻ quá trời luôn. Thế nào mà ngon vậy luôn. Tiền lẻ nhấp hết. Rồi 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 201, 202, 203, 204, 250, 206, 207, 208, 209. Được 301 nha cả nhà. Thì hôm nay là tiền bán là được 310.000. Thì hôm nay là lời một ổ vậy là tầm khoảng 5.000 nha. Thì hôm nay mình bán được 8 ổ thì lời được 40.000. Giờ thì tiền cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại một cô chú anh chị video sau. Bye bye.